sở trong tạc tên lại pò pomme pin hồng mời pò pomme pin hồng bấm phăng chương trình quan khảo mở ship sòng cam bướn sĩ vì sòng bắt phải sao sàm không đại phát thành truyền hình sơn la cuồng chương trình mân hỉ mi bưng quan khảo sức hằng sướp tạm chương trình diệt vía tiến trâu mở ship hết cam bướn sĩ nặng hơn quốc hội tỏ luôn uốn pa khòng chủ tịch quốc hội phường tình huệ ủy ban thường vụ quốc hội làm phép báo cáo lang đi làm phép truyền đề khòng muốn làm phép khòng quốc hội ma phía nếu chưa quản lý cánh sủ bưng tặng ngân cốc chuồng hóc nả việc cầm phong bình cô phí ship cầu Việc chấp nắm chính sách không mương mà y tế cơ sở, y tế trừ phong. Tòi báo cáo không muốn làm le, họt mở xàm xíp hết cầm bướn xíp sòng, bị sòng bắn bài sao sòng, Số ngân nếu chưa đầy, vậy chuồng không nả việc cầm phong bệnh COVID xíp cầu, lò cài sòng hoài xàm xíp hốc bắn tỉ mặn. Cuồng hẳn, ngân sách hơn mương, lò cài, hoài nưng bét xíp cầu tỉ mặn. Nếu chưa đầy, té bưng luông tròi dừa, phân lại, lò xà vaccine. Cánh ngân tròi dừa, lò cài, xí xíp chết tỉ mần bằng sở lăng áo cánh vai van khỏng phương địa phương đơn vị số ngân tại tròi dừa nì có đẩy bàn dài lợp tăn về chuồng hong nả việc cầm phóc bệnh phương đơn vị nhận ngân tròi dừa có chớp năm quản lý sủ men toi tắt bùn ma phía chớp năm chính sách không mương ma y tế cửa sở y tế trừ phong lang tỷ làm nét có hở hền mét vì sòng văn phải sau sòng y tế cửa sở có mả về quảng tua cuồng cá mương chủ huyện mi trung tâm y tế cầu xếp cầu phải hốc phân hỏi số xã phương thị trấn mi trạm y tế cầu xếp xong phải sĩ phân hỏi trạm y tế mi bác sĩ dệt viện chết xếp hết phân hỏi thôn bản mi nhân viên y tế tên cầm ủy ban thường vụ quốc hội có hôm qua ma danh tính chương trình làm le khỏng quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội bị dòng ban phải sao sĩ. toàn hẳn ủy ban thường vụ quốc hội quyết định lựa sĩ chuyên đề tăng sòng làm lê báo cáo tòa hôm đăng tỷ làm le, vương triển hai không mương sự ó luôn phụ trách khỏng hội đồng dân tộc bưng ủy ban khỏng quốc hội Báo luông bùn, cháu hành biến mở, cánh tùng bua nà là việc làm le, lò nà việc cốc kén, vài nho súng lăng đỉ, việc diệt không quốc hội. Việc làm le không quốc hội, ủy ban thường vụ quốc hội, bưng cơ quan không quốc hội, bưng mũ đại biểu quốc hội, cánh đại biểu quốc hội, có cửa đại lại lăng đỉ, mi lại biến mở, cuồng việc làm le. Ủy ban thường vụ quốc hội có hôm qua ma việc, khẳng khang khi họp từ thứ hạ, chi tinh quốc hội xồm chờ chết sự án luật, cánh sòng dự thảo nghị quyết tang sòng làm lê hôm qua đổi cấp cầu dự án luật ứng. Hót nàng viện họp, Chủ tịch Quốc hội vương Đình Huệ đề nghị vương thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giúp tạm chấp năm tỷ nạ viện, bàn dân huyền tiết tần vương cơ quan mi quyên, văn kẻ khay, to quam vai văn khổng cử trì tòi tắt bùn, khẳng khang tỷ vương nạ viện, cánh triển lai chuồng hong kỳ họp từ thứ hạ Quốc hội chiếc họp. Tên cầm mở ship ít cầm bướn sĩ, tỉnh ủy Sơn La có khai bằng họp tổng kết ship hạ pi chấp năm nghị quyết số 6 xàm không vô chính trị khoa ship, mà sức tạm tăng tánh cánh mà phe văn học nghệ thuật của bằng ship mới Trong hạp cánh uẩn ba bằng họp mi đồng chí Lo Minh Hùng, phó bí thư thường trực tỉnh ủy, đồng chí Tráng Thị Xuân, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban dân mức tỉnh, bưng đồng chí Quang Văn thường vụ tỉnh ủy, phụ pa san sở ngành không tình bòm cắp vương phần nghệ sĩ buồn sòn cuồng tặng tánh cánh mà pe văn học nghệ thuật sàn pì sóng bắt pe pét họ sòng bắt sao sàm phát biểu khai bàng bàng họp đồng chí lo mình hùng có vò nhằn lẽ nào sản tăng xếp hạ pì cải ma bòm cắp cá mương việc chấp năm nghị quyết số sao sàm không bộ chính trị mà xếp tạm tặng tánh cánh mà pe văn học nghệ thuật cuồng bằng xếp máy có đại tỉnh Sơ la tánh tam bền vương trường trình luông buồn xếp phi hàng pì tại khu Ngài tỷ hở văn học nghệ thuật mà pè choi mũ cán bộ đảng viên cánh dân mương lớn xưa lò trùm mũ văn nghệ sĩ khổng tình hồ chành mai ý nghĩa cánh khu cân hà không nghị quyết số sáu sàm tủm pua luôn tin chưa khổng tàng cuồng nả phía văn hóa văn học nghệ thuật nho sùng luôn thổng hù cuồng lăng ngắm cánh phía dệt hôm phân ông nghị quyết khẩu tích kín số chấp năm nghị quyết số sáu sàm tế tép bị dòng văn bài pét họ khay tỉnh ủy hội đông dân mương ủy ban dân mương tỉnh có tành ó học xếp xí tàng triển hai quyết định nghị quyết bòm cáp chết đề án nuống pan họt nả việc văn học nghệ thuật Họt khay cá tỉnh mi chị áo họt sàm hỏi hội viên hội liên hiệp văn học nghệ thuật tỉnh chủ mũ văn nghệ sĩ nàng quang tỉnh có đài tà khung hai tì bánh khay, luông hanh cuồng viên ngắm bùn tẻm bác cuồng nả việc văn học nghệ thuật cuồng gian tép vì sòng pan bài pét họ sòng pan sóc sòng cò bác ót đầy cài si xì pan bay phần bay khắp hôm phân chuồng hong lập tan phương nạp việt chính trị khổng tình cửa tóp tẻ lăng áo đây kiến số văn hóa khẩu thần mương hôm phân tảng tánh cánh mã ve nên phản hóa việt nam khăn chăn bồn giòn men tòi luông bùn không nghị quyết bùn ó vậy sướp tạm chớp năm lăng tình nghỉ quyết cuồng gian pen hà đồng chí lom hình hùng yêu cao chủ cấp ủy đảng chính quyền chủ cấp ngành cơ quan đơn vị sướp tạm chiên báo mà luông tăng khẳng đảng mà phía tảng tánh cánh mà pè văn hóa, văn học, nghệ thuật, quảng bằng xíp máy Sướp tạm ngắm bùn, cánh tánh óp bưng chính sách trọp rồm, vậy tập tư tánh tâm trùng mũ văn nghệ sĩ bưng chửa côn, mi hùa trở chính trị cả ké, tánh tâm lại luông, vầy cáo ảng, bưng luông văn học nghệ thuật, mi luông bánh biểu quảng tùa, hôm phân nho sùng tích kiến rũ khảo dân mương, bánh khảy luông hành cạt sàn, khảo nả phía văn hóa, cuồng phía, cạt kiên dệt kín cắp mương nọ tổng pua uẩn pa huyện quỳnh nhai chấp năm tỷ bưng luông bùn tảng tánh bản nát máy bị sóng văn bài sao sàm trọng hanh xã chiêng băng xã chiêng hoàng xã mương giang cửa tẩy xã bản nát máy nhót dùng nhang bưng xã ướn bản pưng bày cửa tẩy tè xíp luông bùn táo khừn ăn lò uẩn pa khẳng đồng chí lom hình hùng phó bí thư thường trực tỉnh ủy trưởng bản uẩn pa sàm hỏi cọc ship hốc ma tảng tánh huyện quỳnh nhai cửa tẩy huyện bản nát máy nàng bằng họp bản uẩn pa đẩy khai óc tấn châu mừng xí biết cầm vườn xí trong họp mi phương đồng chí ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy thường trực ủy ban dân mương ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh phương thành viên ban uốn pa ba, sám hỏi cào xíp hốc cánh uốn pa huyền quỳnh hai cuồng quế nương vì dòng văn sao sàm phương thành viên ban uốn pa ba, Tàng tánh huyền quỳnh hai cơ đầy bản nam mớ có tùm po tít tần làm le vỉa trên báo trong năm nông bùn tàng tánh xá bản nam mớ bản nam mớ nho sùng quận ba huyện Quỳnh Hai, nếu cho giọng hơn cốc mà bè cốc ngân xính khỏng phòng bản na. Trên báo trong năm đi bưng đề án tẹt tiền đôi kiến rú, mà bè dư dườn tánh đà bản mương phòng nhai dần về rú bon máu, hơn máy điện nằm sân hà. Làm le, nhận danh mà tăng kẻ khải nằm uối, nhí nhờ khành. tủm bố lào vì dưới giường hài na toàn luôn nho sùng lang đi cánh màn hà, nho sùng đôi kiến rú khỏng dần mương. Trừ mặn cánh mà bè bưng bón cạt kiên té phu bồng họt khải cho ngày khỏng na, tổ giúp quảng nằm tình ảnh. Lăng đỉ Việt làm le, nhận danh tảng tánh bản nát máu, tòi phú lúc bùn hơn mương, giặt bì dòng quan sao ếch, dòng quan sao hà. Cá huyền cứ đẩy hòi nừng bày hà lúc bùn, bắn băng bày cứ đẩy cầu phê hà lúc bùn, mỏi xá. Mi giảm xá cứ đẩy té xíp lúc bùn táo khừng, báo nhăn xá tờ còng hà lúc bùn. Ma phú lúc bùn huyền cứ đẩy bản nát máu, huyền quỳnh hai cứ đẩy nừng cuồng số cao lúc bùn, cánh xíp hốc cuồng số giảm xíp hốc chỉ tiêu. Phát biểu Uẩn Ba nàng bằng họp, đồng chí Lao Minh Hùng yêu cao cuồng Gia Bèn Hà, vương thành viên bàn Uẩn Ba, đẩy nhau dùng hùa chờ trách nhiệm, cuồng trên báo trăm năm tảng tánh huyền Quỳnh Hai, cửa đầy bà năm Mớ cùng bị sóng văn sao hà tổng pua kỷ luật kỷ cường cuồng trên báo trăm năm nà vịa nhàn vào men tới lúc bùn vòng chờ hot vịa kiểm tra làm le ngắm bùn Manavia khắc Kho, đầy bàn dài ngân gốc vầy sức tàm trên báo trong năm vỉa bàn phòng, phòng quả ỉn nặng nòng nướng năm hơn máy điện nằm Sơn Hà, Ngon Đìn, Huyền Quỳnh Hai, dệt lèo vỉa bàn phòng cùng công nghiệp Chiêng Băng, nặng bản, lòng đán, xã Chiêng Băng, Huyền Quỳnh Hai, tổ trên báo trong năm tỷ lúc bùn nho cấp xã Măng Giang, cực bền thị trấn bấng xanh vằn dài hơn gốc vầy quyết định hông bùn dòng hơn cấp trên báo chấp năm vỉa dệt bưng xẻm tăng phòng bản ha huyền quỳnh hai đầy bông trời chấp năm đi bưng lông bùn ma tăng tảng tánh và nắp mớ của vị sóng păn phải sao sầm tàn vâng quan trọng vầy địa phương cứ đầy bản nắp mớ của vị sóng păn sao hà Tướng Châu mở xếp ít cầm vườn xí, bàn kinh tế ngân sách hội trong dân mương tỉnh, còn làm lẽ bưng nả việc tinh ký họp chuyên đề từ thứ xếp ít hội trong dân mương tỉnh khoa xếp trong hạp bàn họp với đồng chí Trá A của ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy phó chủ tịch hội đồng dân mương tỉnh đồng chí Tăng Ngọc Hậu phó chủ tịch ủy ban dân mương tỉnh uẩn pa Pưng bàn hội đồng dân mương tỉnh cánh Pưng sở ngành không tỉnh nàng bàn họp chủ đại biểu có hôm qua xã bước nà vịa mai tang đình đòn phòng kiên Bòn rú vịa hôm nguyên cấp cổng xương trẻ tinh cánh dự thảo nghị quyết ma vịa thông cài tướng tên công trình dự án hơn mương thủ cương đình vài chấp năm dự án pì sòng pan sa sàm nặng quân tình vịa nhà tà đình Púp bồng ma chấp năm dự án hôm ngân cấp tặng tánh công trình pì sòng pan sa sàm vịa sòm pành tướng tên tà đình dàn chấp năm cánh sòm panh pưng nàng quam ứng khám dự án hà phép nhai vĩa sủ đình đại hội đông dân mương tỉnh thông cài nặng pưng nghị quyết chỉ tinh cánh dự thảo nghị quyết ma tăng vĩa sỏm bành trẻ lai khai quảng tứm tà đình giàn chấp nam cánh sỏm bành nàng quam ứng khom dự án hơn mương thu cướp đình đại hội đông dân mương tỉnh thông cài nặng pưng nghị quyết chủ bàn hội đông dân mương tỉnh có hôm qua sở pưng dự thảo chỉ tinh sỏm bành ma san nà vĩa cuồng pưng nghị quyết khom hội đông dân mương tỉnh phê duyệt sáu hà cánh sủ pưng trường nàng quang đình vay diệt trường tảng tánh nàng quang tình thông cai Viện ban phòng tảng tánh bón qua ỉn nàng pu phà đình huyện thuần châu phòng qua ỉn ta Xùa, cánh pưng bón xà trăm huyện bắc yên ban kinh tế ngân sách không hội đồng giám mức tỉnh có đề nghị ủy ban giám mức tỉnh cơ quan pun o chỉa lai tập hôm ảo quam khảm Trụ đại biểu làm le sòm panh cánh diệt leo trẻ tinh dự thảo nghị quyết tinh kỳ họp truyền đề từ thứ xếp Bết, hội đốc giám đốc tỉnh chế họp. Chiếc bị nằm hạc sườn, bươn sòng bị bắt nâng cầu hỏi hạ xếp xàm. Tổng quân ủy có thằng lông luông bùn khai chiến dịch xuân hè bị bắt nâng cầu hỏi hạ xếp xàm. Cạt kiên cấp quần cánh dần mương lao, chôm hạp tó xôn nặng xăm nửa, khẽ lò bàng xôn bè nặng phương tỉnh bường phát mương lao làng Vườn hưng bộ đội việt nam cạt kiên các đơn vị pa thét khải ót chiến dịch vải cầm tó cắp quần viễn trình pháp khải quảng ó phòng kháng chiến khòng dần mương lao nàng song tỉnh hùa phân rũ tó tỉnh sơn la cánh tỉnh siêng khoảng, mương cầu hoa dân chủ dần mương lao bảng sôn pè có hôm phân tủm buôn luông cạt sàn khòng sòng mương việt nam lao cuồng bảng sôn trinh giải phóng dân tộc khòng sòng mương bộ bốn xưởng trên ship bì sôn pè nàng phương tỉnh bường bang mương lao té bì bắt nừng cầu hỏi hạ sàm họt bì sòng sao sàm xung khỏi sọ chiến sú bò mai pin hồng bưng luông bùn khỏng mương hao, cuồng bàng xôn pè nàng bưng tỉnh bường bắc mương hao. làng bàng xôn pè tây bắc bị bắt hương cầu hỏi hà xếp dòng bàng xôn pè cầm tó cấp sắc tay cấp mương khom dẫn mương việt nam cò mà pè lang đi sức tạm trường hẳn cánh bánh khởi đài hương hành quân đội dẫn mương việt nam mà nhớ mi xương chi khéo đẩy lại bàng xôn pè nàng cuồng cá mương cánh nàng nà chân đồng giường cuồng cho năn, quân đội Pháp có chốt lại siết hai. Tó nả các viên năn, mưa sòng cầm bườn sòng pì bắt nương cào hỏi hà xếp dằm. Tổng quần ủy có thống lông lúc bùn khéo bằng son pè, mua xuân he pì bắt nương cào hỏi hà xếp dằm. Cạt kiên cấp quần cánh dần lao, cầm tó cấp sắc dừa, nặng sầm nưa, khé lò bằng son pè nặng phương tỉnh hùa mương lao vây cầm tó các phèn sắc dừa, lồng lên nằm đình, tăng tánh căn cứ hở cách mạng lao, bắt phèn sắc tày bằn hòi chủ mũ vây cầm tó cắp hao, tà khu ngài đi vây cách mạng sóng mương Việt Nam lao, bòm mà pè Chiến dịch phương tỉnh Bắc Lao, Trơn nằn, hôm mi hốc tỉnh, luồng pha băng, sầm nưa, siêng khoang viêng chăn, phong sát lì, hồi dài. Là bơn giam bị bắt hưng cầu hỏi hà xếp giam, lúc bùn bằng xôn bè có nhàn vào lác đi tòi nằn, sẩm nưa là bón cốc kén khòng chiến dịch. Nằng mai năm, năm hù, cánh xiềng khoảng, lò bưng bón cạt kiên tỏ xôn. Sủ luông tập văn, nhàng tin té cá đắc ma ỏm bọc, báo hở phèn sắc tướng tên quần. Trường khòng, có báo hở sắc tiêu bài cưng xìa, ó hành sòn hôm quần đôi, tập bưng bón quan trọng, dệt đắp phoi, phèn sắc ngày làng chơ mới quyết định khéo chiến dịch hội đông cung cấp nả chân đầy tánh bùn bền chốc máy té trung ương họt bưng tình cánh diên phòng tăng sòng tay ngó bưng bàn cho rửa khòng bưng bổ ngành vầy cặt kiên tó xôn đầy nhàn vào nò chủ mũ bộ đội cốc chính nhăng nếu chưa tứm, hốc xếp sóng băn hạ hòi vặt dần cồng cánh hàng băn bưng bằng xe tô hưa pe xe quàng cánh tôm hạ vầy nhàn vào khôn chiên đầy hốc băn sàm tấn khẩu Xong hỏi tấn cửa, xí hỏi pet xích tấn trường kìn, hỏi nừng hốc xích bắc tấn xuồng sửa, trường sủ, chuồng hong việt tó xôn. Nó nà nó, bộ tổng tư lệnh, cơ lập tân rào nả vỉa hở bộ tư lệnh, quần háp muôn trào cho rửa mương bàn không Việt Nam, nặng bắc lao, cạt kiên cấp quần dân địa phương, khăn khang chụp cùng hai đi cánh chủ mú, trôm hạp tó xôn, tổng pua nếu cho dẫn mương nặng cơ sở, khai quảng tứm bón xôn căm, sắc nặng bưng bón cốc kén. Trước Biên hỏng, làng cài sòng pì chấp năm luật văn hoa sổ sảm, tòa án dẫn mương huyện Bắc Yên có chiến báo, kẻ khai lang tỷ bưng chu việc kiện cáo, chứng tranh đẩy bưng khu lời đi không luật, có xương nhận báo lăng áo nả vịa, yêu cầu không hành, ma việc biến phát hành chính tư pháp. Dàn cải ma, tòa án dẫn mương huyện Bắc Yên có tùng bôi trên báo hở giật mương ma bưng khủ lời đi, khổng vỉa văn hoa, sáo hù bưng khủ lời đi, vẩy văn hoa, kẻ khai bưng chu việc kiện cáo, tránh trinh, nhận vào lưỡi khỏng chu cốt nướng văn té hồ vì sóng phân sao sàm, tòa án dẫn mương huyền Bắc Yên, có kẻ khai đầy sàm xếp chết chu, ó quy định công nhận văn hoa lang đi cá hỏi phân hỏi chu vịa. Bưng chu vịa có nhận vào kẻ khai, men tòa luật văn hoa, sổ sàm, nặng tòa án. Báo xuống to cho dẫn mương xón đầy gian lèo, phải ngân hà, nhăng tròi gión đầy lại nà vịa báo cần hà, đối các tòa án, cuồng chơ số chu án, chu vịa mất tăng dân sự, hành chính, lần xưa lò khả cầu mắc hùa gần cuồng chơ hơn, nhường mưa nhường hến miót lại xưa. Chiêng Pin Hồng, vài buộc chuân nả phía tánh tam luông dần máy của chủ mũ cán bộ đoàn viên thanh niên, hương ngân cốc có sút tỷ cân hà. Lò ăn bằng vài buộc chuân, phía dệt khỏng thanh niên của phía tánh tam luông dần. Nàng tỉnh Sơn La, vương bị cải ma, tái ngân cốc tạm hạ tắm khỏng hận hàng chính sách bản mương, có tròi lại đoàn viên thanh niên của tỉnh, mi tướng khủng hai tỷ, vài tánh tam luông dần, ngày nàng chính ngân quỷ khỏng trọng. Lò lan nóm kín rú nàng vòng bản na, làng lại bị sáo luông mà về dệt dần chu khân, họt là vì dòng văn bài sao ít, ai vùi có đại củ hỏi triệu mằn, té ngân hang chính sách bản mương. Té ngân cốc nỉ, ai cò dòng ngân cốc, sàng xồm lâu. Giáo xí hách ta xuân cò kín má, nàng tin pu, cát kiên cắp tảnh liền sát xính, sàng cuồng cuồng vâng. Họt khay, bón diệt xanh, mà pè diệt dườn, có cửa tẩy lăng tì, chơ mi luông hiệp thủ tẹt tiền, cài sòng hỏi triệu mằn hỏi bì. Đây kín rú, khóng chu hơn ai, cò xồm po xưa còn khi được tiếp cận với đẩy củ ngơn, ngân tái ngân hang chính sách bản mương hư khỏi cò dòm mã pe cò kiển má nặng tin phu cánh tảnh liêng tái ngân cốc tròi dừa phái ngân hang chính sách hư đối cấp đoàn viên thanh niên cò đẩy ta việt diệt cánh nho sùng tây kiến rú đối cấp lan nóm việt đẩy củ ngân cốc nhòng nhót đối cấp lan nóm, việt đầy củ ngân cốc, nhỏng nho tá mả tắm, lò ăn păng phải tròi cửa đẩy lang phá mon tại vỉa, tánh tam luông sườn. Bài tô khổng ai tức, lò phèn xanh thường xước nàn, Đại củ ngân cốc, vài tánh tam luông sườn, tên hạ bì sòng văn bài sao ếch. Cuồng sàn sao bườn, sủ tàng ngân cốc nì, vài liền bà nặng nòng nằm te. Chòm heo ai tức, cò khai sòng chu bà, cài xíp tấn, thù mà, giáo hạ xíp triệu màn. Khách nì, ai tàng túc bắt, và chú thứ xàm. Ai có mi xương chi bằng tay ngân cốc của con nằn cuồng sam chăm ni. Trước đây thì tôi chỉ... Có ni khỏi trắng dệt hay mắt cò thôi. Khai ni tay củ ngân cốc tay ngân hàng chính sách bản mương. Hỏi nâng triệu mặn khỏi cò dòm ngân cốc ni vay liền bà công có nì liền bà công té phía ông mày bóng xịt hư bó Mới đầy, 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 đầy. lang tì hay liền té công đế, hư lang đi xưa sát. tánh tâm luôn sườn mở báo trừ lò vai tô mã má há và ăn chính lò lang mon không lại lát nóm đằng tỉnh Sơn là từng mi lang ngắm ép bài dệt kìn tác hơn há và buồn tì ai lòng có đại củ hỏi triệu mằn tái ngân hang chính sách bản mương mưa là vì sóng phát bài sao hết. ai quyết định tánh tâm luôn dựa máu, ngày chính thằng hơn quỷ không trào. Phần sở tiền xuân không hơn trào, ai lòng có sổ văn cắp tay hơn, dòm hơn cốc, vầy mả bè pu phát hòm, vầy mi hiệp thủ văn, cạt kiên cắp khỏi tù cài hách tà sòng có kín mát chủ tàng. Mỏi pì chu hân ai lòng có thủ mà giáo sòng hoài triệu mặn, tà việt diệt tè tiền hở cá sĩ thành viên cuồng chú hân. Đối với những người trẻ như chúng tôi, đối cáp lan nóm xương xung khỏi chớt đẩy củ ngân cốc hư cỏ tròi xung khỏi mi tướm ăn păng vầy mà pè diệt sườn chú hơn gia đình. Và xã hội. pưng bón diệt xanh mà pè diệt sườn vào nửa trắng lò xàm cuồng số xịp chết bón diệt xanh tánh tam luông sườn khòng hát nóm đẩy củ ngân cốc tế chương trình mưa hồi pháp phải dòm khòng hận hát chính sách bản mương tình cuồng pì sòng bắt phải sao sòng diễn lang tỵ khòng chương trình pì nì, tuần lễ pháp phải dòm hôm hành vừa côn cạt xếp tàm tẩy khai ó nếu chưa tẩy lướm lại cán bộ công chức viên chức côn diệt vỉa đoàn viên thanh niên quần cá tỉnh chôm hạp lập tăn nếu chưa tẩy lại tăng ngân cốc té tổ chức từng côn chôm hạp pháp phải dòm vậy ta ăn bằng cửa tóp tẩy lang áo của ngân cốc khòng chu hơn cạt hơn áo cạt bò mè mi lang áo tà vỉa dệt hôm phân buộc chân mà về diệt dần đánh là bản mương khòng tình nửa ni pome pinong trong bấm phăng leo chương trình quam khảo không đài phát thanh truyền hình sơ là sỏ tay son ơn pome pinong pong bồng tỏn bấm phăng chôm tạc hạc trang PINHONG.